Ây yo, hôm nay nhiếp ảnh gia Dương Arakudo sẽ dạy các bạn cách retouch da trong Photoshop đối với ảnh chụp chân dung chuyên nghiệp tại studio. Như các bạn đang thấy, đây là một số ảnh Dương đã tự thực hiện tại studio của mình. Thông thường, sau mỗi shoot chụp, Dương sẽ import ảnh vào trong Lightroom để cân chỉnh một chút về màu sắc và ánh sáng. Hey yeah, đây là tấm hình mà Dương chọn để retouch trong video này. Ảnh này hiện đang hơi ám vàng, do đó Dương sẽ giảm nhiệt độ màu lại một chút. Giảm một chút highlight. Và giảm saturation một chút của tông màu cam. Rồi giảm một chút tông màu vàng. Sau đó thì Dương sẽ xuất file ra dạng TIFF. Một số bạn sẽ thích xuất thành file PSD, nhưng mà cá nhân Dương theo thói quen thì xuất thành file TIFF nó sẽ tiện để preview ở trong Windows hoặc là edit bằng những phần mềm khác. Giờ thì mình mở file TIFF lên trong Photoshop. Việc tiếp theo Dương làm là sẽ dành vài giây để kiểm tra lại kích thước và dung lượng của ảnh. Sau đó Dương sẽ bấm Ctrl J hoặc Command J để tạo một cái bản sao cho layer ảnh gốc. Đặt lại một cái tên mới cho layer đó. Còn đây là nhóm công cụ chính mà hay dùng cho retouch da trong Photoshop. Và trong nhóm này thì Healing Brush Tool và Patch Tool là hai thứ mà Dương hay dùng nhất. Healing Brush Tool thì Dương thường dùng để retouch từng điểm nhỏ một, còn Patch Tool thì Dương hay dùng để retouch các vùng lớn nhỏ khác nhau. Mình sẽ dành vài giây để nhìn toàn bộ các vùng da ở trong hình ở khoảng cách gần để xem đập vào mắt mình ngay là những cái khuyết điểm nào. Thông thường Dương sẽ bắt đầu trước với lại Healing Brush Tool. Dương sẽ chọn một cái kích thước của brush sao cho phù hợp với kích thước của các cái điểm bị lỗi ở trên da. Và sẽ cần giữ tay trái lên phím Alternate hoặc là Option trong khi tay phải click chuột lên một vùng da sạch. Sau đó bạn thả tay trái ra và tay phải click chuột lên bất cứ điểm nào bạn cần sửa lỗi. Mỗi lần mà mình cần sửa một cái mụn ở một vùng da mới thì mình sẽ giữ Alternate hoặc Option để chọn một cái vùng da sạch ở gần cái mụn đó. Theo kinh nghiệm của mình thì cái việc này nó giúp giảm thiểu những cái lỗi phát sinh tự động ra do sự khác biệt quá lớn giữa cái vùng da chọn làm mẫu và cái vùng da mà mình muốn chấm cái mụn. Đối với những cái khuyết điểm da mà nó tập trung lại thành vùng chứ không phải là từng điểm thì mình sẽ dùng Patch Tool. Bạn sẽ dùng chuột vẽ một cái đường bao lấy cái khu vực da mà bạn cần chỉnh sửa. Sau đó sẽ click giữ chuột và rê cái vùng da có khuyết điểm sang một vùng da khác sạch sẽ hơn ở gần đó. Ở đây các bạn sẽ thấy là mình linh hoạt chuyển đổi giữa Healing Brush Tool và Patch Tool. Thì cái chuyện mà khi nào dùng Healing Brush Tool, khi nào dùng Patch Tool nó hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm. Nếu mà bạn làm nhiều, bạn sẽ quen và bạn sẽ biết ngay lập tức là khi nào dùng cái nào. Đối với những bạn nào cảm thấy hoàn toàn mới lạ về Photoshop thì các bạn có thể tìm hiểu thêm hai công cụ Healing Brush Tool và Patch Tool tại trang web của chính hãng adobe.com. Click vào phần Support, chọn Help Center và bạn sẽ gõ tên của hai công cụ này vào trong thanh tìm kiếm Search Bar. Đó, bạn hoàn toàn có thể dành thời gian để đọc từ từ cái hướng dẫn sử dụng. Đối với Dương, hai cái công cụ thông minh này không chỉ dùng để retouch da mà còn dùng để sửa những cái lỗi khác như là vết dơ ở trên áo, ở trên tường hoặc là cụ thể ở đây là những cái đường gân máu ở trong tròng mắt. Sau khi mà dùng Healing Brush Tool để xóa bớt một số cái đường gân máu thì Dương sẽ dùng Sponge Tool để giảm bớt cái màu đỏ của những cái gân máu này.
Và cái bước tiếp theo trong quá trình retouch da của Dương sẽ sử dụng một phương pháp gọi là Frequency Separation. Cái phương pháp này nó sẽ tách hình ảnh của bạn ra thành hai layer. Một cái layer sẽ quản lý về texture bề mặt của da và một cái layer quản lý về màu sắc của da. Ở đây Dương ghi lại cái keyword Frequency Separation để các bạn tiện tìm hiểu thêm về sau. Dương sẽ bấm Ctrl hoặc Command J để tạo ra hai bảng sao của cái layer retouch này. Chọn hai layer này và bấm vào cái biểu tượng group ở bên dưới của bảng layer để bỏ hai cái layer này vào chung một group. Theo thói quen, Dương sẽ sửa tên của hai layer này thành texture và color. Texture sẽ quản lý về bề mặt của da và color sẽ quản lý về màu sắc của da. Tạm thời tắt layer texture đi, Dương sẽ áp cái hiệu ứng làm mờ Gaussian Blur lên layer color. Mình sẽ gia giảm cái thông số radius để làm sao cho cái độ mờ của hiệu ứng nó vừa đủ xóa đi cái bề mặt của da. Tiếp theo mình sẽ chọn vào bậc layer texture lên và menu image chọn apply image. Trong cái menu Layer, mình sẽ chọn Color. Menu Blending, mình sẽ chọn Subtract. Sau đó click OK. Quay lại layer texture trong bảng quản lý layer, chọn menu sổ xuống và chọn chế độ Linear Light. Giảm opacity xuống còn 50%. Lúc này nếu mà các bạn bật và tắt từng layer texture và color, các bạn sẽ thấy rõ là layer nào quản lý bề mặt và layer nào quản lý màu sắc. Ở đây Dương sẽ minh họa sơ cho các bạn thấy là khi các bạn đã tách bề mặt ra khỏi da ra rồi thì các bạn có thể tô bất cứ màu gì lên da cũng được. Đối với ảnh này thì Dương muốn giảm cái sự góc cạnh của mặt đi, do đó Dương sẽ tạo một cái layer mới, chọn một cái màu da sáng, giảm opacity của màu đó đi và tô lên những cái vùng da bị tối. Cái việc phủ màu lên da này cũng giúp cho một số cái vùng da nó đều màu hơn. Trong những trường hợp khác, mình cũng có thể dùng màu tối để nhấn mạnh hơn những cái góc cạnh của gương mặt. Dương sẽ vào layer texture để sửa riêng vài chỗ chưa hài lòng về bề mặt da. Cuối cùng Dương sẽ vào View, chọn 100% để xem lại chất lượng của ảnh ở kích thước chính xác nhất của nó. Như vậy là Dương vừa mới giới thiệu xong với các bạn một phương pháp retouch da được nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng. Quy trình làm việc của mỗi người chỉnh ảnh sẽ có sự khác biệt đôi chút, nhưng đây chắc chắn là một phương pháp rất mạnh giúp các bạn kiểm soát hoàn toàn về bề mặt và màu sắc của da. Một khi đã quen rồi thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo gu thẩm mỹ của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hãy nhớ like và subscribe cho kênh của Dương nhé. Sayonara!